với sự tham gia của các diễn viên Tiết Gia Yến, Lâm Văn Long, Tạ Thiên Hoa, Nguyễn Triều Tường, Lưu Bích Nhi, Mai Tiểu Huệ, Lưu Đan cùng một số diễn viên khác. Điều hành sản xuất từ Ngộ An, diễn viên Lồng Tiếng, Chí Hiếu, Bích Ngọc, Ý Nhi, Thùy Trang, Bình Nguyên, Anh Luân, Hoài Bảo, Huệ Phụng, Thanh Bình. Kỹ thuật Lồng Tiếng, Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn, Thanh Liêm, Đình Luân. Bộ phim Gia đình vui vẻ hiện đại. Dễ thương quá à. Mặt bạc trắng trẻo quá à. Dĩ nhiên rồi, con của con mà. Ê, lúc lớn lên chắc chắn nó đẹp trai hơn cả tôi. Theo tôi thấy quan trọng nhất là mẹ con bình an. Ê, nè, qua đây qua đây. Ủa, ê, nè nè, coi em bé nè. Ê, trời ơi, để tôi bọc cháu của tôi coi. Chà, trời ơi, giống nhau y như đúc vậy đó. Dễ thương quá. Wow, nhìn thoáng qua không biết ai là anh hai, ai là em đây. Đừng nói là anh, em cũng nhận không ra nữa. Ê, mấy người nói tụi nó giống thằng Nguyệt hơn hay giống con Lộ hơn đây? Ê, người ta có nói cháu ngoại giống cậu, dĩ nhiên là giống tôi rồi. Phải rồi, người ta nói cháu ngoại giống cậu nhưng đâu có nói là giống ông cậu đâu, đúng không? À, hả? À, anh đó ơi, lên chức ông cậu rồi mà còn tưởng. Ê, mình trẻ lắm còn hả? Cô cũng là bà cô rồi nhưng mà là bà cô già đó. Nè, hai người đừng có nói nữa. Tôi mới đường đường chính chính, không hề mạo nhận là cậu ruột của hai đứa nó nè. Cho nên tụi nó giống tôi nhất đó. Vậy tức là đầu óc đơn giản tứ chi phát triển rồi. Đưa đây đem bồng cho. Đưa đây. Em bồng tôi lớn đi ha. Anh bồng đứa nhỏ nghe. Nè nè, tôi nghĩ anh lộn rồi. Đứa này mới là đứa lớn, còn thằng kia là đứa nhỏ. Đứa lớn, đứa nhỏ cái gì chứ, khó nghe quá. Không hay chút nào, làm như tụi nó có hai bà má vậy đó. Thiệt tình. Má nói gì vậy, linh tinh quá. Sẵn đây mới nói, em bé chào đời nhất định phải đặt tên, không nên gọi là đứa lớn, đứa nhỏ. Phải rồi ha. Tốt nhất là các người họ Kim mà, tốt nhất nên là Kim Ngân Kim Đồng sát sao, giống như là văn võ anh kiệt của người ta vậy á. Đứa lớn là Kim Ngân, đứa nhỏ là Kim Đồng, khó nghe quá. Hay là như vậy ha, là cháu nội đầu tiên của nhà họ Kim, tên nhất định phải quý, kêu là Kim Vàng Vàng đi. Kim Vàng Vàng mới một đứa, còn đứa còn lại hay là kêu Kim Ngân Ngân đi. Nè, tầm thường quá. Theo gia phả của nhà họ Kim, sắp tới đời của con là tới chữ Quang và chữ Hỷ. Ê, vậy đứa lớn là Kim Quang, đứa nhỏ là Kim Hỷ đi. Quang Quang Hỷ Hỷ, nghe hay đó. Dĩ nhiên, tổ tiên đặt sẵn dĩ nhiên hay rồi. Đâu à, con thiệt là có phước nha, sanh một lần hai đứa luôn vậy á. Có thiệt không đây, vậy là có phước sao? Nếu tốt phước hơn nữa là sanh ở trên máy bay, suốt đời được đi máy bay miễn phí. Hoặc là sanh ở trên tàu du lịch, cả đời được đi du lịch miễn phí. Còn không sanh trong quán ăn, trên núi, giờ ăn về sinh con, thì suốt đời con của con được ăn uống miễn phí. Không thành vấn đề, cùng lắm á cho con ăn bánh hộp gà, uống trà sữa miễn phí suốt đời ở động mật viên. Thôi đi em à, lúc đó em đang đau bụng đẻ, đừng nói là máy bay, tàu du lịch, cho dù là quán lề đường kế bên độc mật viên, em cũng không bò qua nổi đâu. Anh không có ở đó, sao anh biết? Dạ, báo đăng rồi đè, em coi đi. Trong báo nói là em không biết sắp sanh, muốn đẻ mà tưởng là mắc toilet đó. Có thiệt không vậy, hình xấu như vậy mà cũng đăng được sao? Không sao đâu bà xã, che hình lại rồi không có thấy đâu. Phải, chỉ là cái mặt không có bị che lại thôi. Tổ tiên nhà họ Kim phù hộ Ngọc Lộ sanh được hai đứa con song sinh, mẹ tròn con vuông. Anh quê chị Băng, anh chị phải phù hộ cho Quang Quang Hỷ Hỷ ăn no chóng lớn. Mau qua đốt nhang cho ba má của con đi, mau lên. Mau lên. Ê, Quang Quang Hỷ Hỷ khóc rồi, sao vậy? Còn chuyện gì nữa, chắc nó đói rồi. Để cô đi pha sữa. Chắc là tả ướt rồi, thay cho nó đi. Để con thay. Không được, anh là ba của tụi nó mà, chuyện thiêng liêng như vậy dĩ nhiên là nhiệm vụ của anh rồi. Quang Quang Hỷ Hỷ lúc còn trong bệnh viện là do y tá thay tả cho nó, anh vẫn chưa từng thay bao giờ. Nè nè nè, cho em bé uống sữa đi ha. Ê, cậu thấy mấy đứa con nít nó thơm lắm nghe, đặc biệt là mùi thơm của sữa, để cậu cho nó bú nghe được không? Ê, đương nhiên không được rồi, công việc vĩ đại này dĩ nhiên phải để người làm cha này đích thân làm rồi, đúng không? Nè, bú đi con.
Nè Nguyệt à, con nói gì với em bé vậy? Thì là tiếng của em bé đó. Trời, uống tràn ra ngoài hết trơn rồi. À Lỗ à, lấy cái khăn ra đây mau lên. Lỗ à, Lỗ đâu rồi? Thôi chết rồi, có chuyện rồi. Lỗ à, Lỗ, đừng nha con. Lỗ phải đó, có chuyện gì có thể thương lượng mà. Một mình nghĩ không ra thì cùng nhau suy nghĩ đi. Chuyện như vậy sao này, quan quan hỉ hỉ sẽ thế nào đây? Tôi không thèm nói với mấy người nữa. Ở bệnh viện suốt cả tuần lễ, người bốc mùi hết trơn rồi. Về tới nhà không mau tắm rửa cho sạch sẽ hay sao chứ? Yên tâm đi, gian kế của nó không thành được đâu. Ý, dầu rồi, sữa tắm cũng dùng hết rồi. Cũng không sao, tắm nước không? Cũng không có nước. Cẩn thận không cần nói gì đây, cả nước cũng khắc luôn, thiệt quá đáng mà. Mọi người chỉ muốn tốt cho con, còn trong tháng không được đụng tới nước. Lộ à, ráng nhịn đi mà. Rất khó chịu, dơ lắm đó. Nếu mà chịu không nổi thì lấy cái này rửa đỡ đi. Hả? Chỉ có nhiêu đây thôi. Đâu phải cho con tắm để lau mình cho em bé, đánh lạc hướng suy nghĩ của con. Phải rồi, qua thêm một tuần nữa là êm chuyện rồi. Tốt quá, qua một tuần lễ nữa là có thể tắm rồi. Không được, đang nằm cử phải cả tháng nữa mới được đụng nước. Nhưng mà qua một tuần nữa thì con sẽ quen với cái mùi hôi, vậy là xong chuyện. Có phải giống lắm không? Chuyện gì vậy? Sao đứng hết ở đây vậy hả? Dạ, bởi vì chị Lỗ vừa mới sanh em bé. Dạ phải. Chúng tôi đang coi tình hình của chị. À phải, quên chúc mừng anh nữa. Là sinh đôi đúng không? Cảm ơn ông Hoàng, cảm ơn ông, cảm ơn. Ông Hoàng, đây là hình em bé nè, ông coi đi. Wow. Hai đứa nó có giống nhau không? Trời, dễ thương quá ha. Cô Dạng à, mắt của cô bị đau hay sao? Ban ngày ban mặt mà đeo kính râm vậy hả? Cô điên hả? Mắt của tôi đẹp như vậy bị đau ở chỗ nào? Có người quá khoe khoang, tôi sợ bị văng trúng con ngươi. Ông Hoàng à, tôi quên nói cho ông biết. Ông từng nhắn ông trả lời điện thoại. Được, vậy để hình ở đây lát ăn trưa xong rồi coi. Ông Hoàng à, tôi có đem giò heo hầm với gừng nè. Nếu ông không ngại, vừa coi hình vừa ăn giò heo nấu gừng ha. Cũng được, dù sao tôi cũng không hẹn với ai. Quế Phi à, cô cũng rảnh mà, ăn chung đi, cầm lấy. Nè. Hả? Bộ máy của anh bị hư hả? Sao đứng yên không chịu nhúc nhích gì hết vậy? Đâu có, không nhúc nhích gì. Nè cô coi đi, cái miệng của nó đang nhúc nhích kìa, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Cả tiếng đồng hồ, chỉ có mấy cái này thôi. Tôi ăn vô muốn lộn ngược ra luôn vậy đó. Trời ơi, lúc chị vừa mới sinh con thì cũng như vậy thôi mà. Tới chỗ này đã hết phim rồi đó. Em bé dễ thương quá. Ông cũng thấy tụi nó dễ thương hả? Không sao, coi xong cái này tôi chiếu tiếp cái khác ha. Thôi đừng mà, không cần đâu. Nè, coi nè, hai anh em nói giống nhau dữ lắm. Lúc mới sinh ra cân nặng bằng nhau, cái xoáy trên đầu cũng cùng một vị trí luôn mới hay chứ. Ủa, cái này là cái gì vậy? Đây là bình sữa của Quang Quang, còn kế bên là của Hỷ Hỷ đó. Trời ơi, cái này mà anh cũng chụp hình sao? Cô không nhìn thấy nó dễ thương lắm hả? Tôi sẽ giữ lại cho tụi nó, chờ khi lớn rồi sẽ trả lại cho tụi nó sao? Nè, mấy tấm hình này hình như đã coi qua rồi, ở trong album có mà. Trời ơi, đâu có giống đâu. Tấm hình này chụp sau khi tụi nó sinh được 3 ngày, còn tấm này là tấm ngày thứ 4 nè. Đó, còn tấm này là tấm buổi chiều nè. Đó, mấy người phát hiện ra không? Buổi sáng và buổi chiều gương mặt của tụi nó khác xa nhau lắm. Có gì khác đâu. Cô không thấy hả? Vậy tôi quay lại cho cô coi ha. Khỏi đi ha. Ê, đó là gì nữa vậy? Đây là phân của Quang Quang Hỷ Hỷ đó. Trời, có tiền không vậy? Đang ăn cơm mà đừng nói ba cái thứ này chứ. Phải đó. Ông Hoàng à, phân của mấy đứa nhỏ không có hôi chút nào đâu. Không hôi. Nè, mấy người có ngửi được không? Hình như có mùi phân đó. Phải đó. Dạng là chỉ là hình thôi, làm gì có mùi được chứ, thiệt tình. Ngửi cho kỹ đi. Phải đó. Tôi cũng ngửi được á. Cái mùi đó rất là thối. Em xì hơi hả? Lấy đi. Tôi không có mà, không có. Không phải tôi đâu rồi. Quang Quang Hỷ Hỷ đang khóc kìa. Vô coi tụi nó đi.
Vừa mới uống sữa xong mà thiệt tình. Chắc là tè ướt tả rồi, vô coi đi. Ơi em đi đi. Anh là ba của tụi nó mà, đi coi đi. Em cũng là má của tụi nó mà. Ngày mai anh còn phải đi làm. Em còn ở cử đâu có đi làm đâu mà lo. Đi coi đi. Em sanh nó ra cực khổ lắm rồi. Anh đi coi nó đi. Ơi, anh mệt thiệt mà. Ây, tôi chết rồi. Wow, không biết có phải là bị cúm gà hay là cảm mạo gì hay không nữa. Mất công lây cho tụi nó. Anh đi giùm đi. Không biết có phải anh bị nhiễm cúm Phúc Kiến hay Triều Châu gì hôm nữa. Đủ rồi. Em bác sĩ thì anh lại ho. Rõ ràng là đóng kịch mà. Nè, chứ bộ không phải em đang giả bộ hát xì đó hả? Nè, lúc đầu chính anh nói là muốn chăm sóc cho tụi nó, cho nên em mới để trong phòng của mình. Bà xã ơi, bà xã, em được nghỉ sanh, còn anh đâu có được nghỉ. Ngày nào anh cũng đi làm, tối nào cũng không ngủ được. Em chăm sóc tụi nhỏ là chuyện nên làm thôi mà. Wow, em mang tụi nó trong bụng càng ngày càng lớn ra. Bây giờ sinh tụi nó ra luôn rồi. Anh trông chừng tụi nó không phải chuyện nên làm sao. Được, anh đi liền bây giờ nè ha. Quang Quang, con sao vậy? Con uống sữa rồi mà. Đầu không nóng, bụng cũng không lạnh. Con khóc cái gì chứ, thiệt tình à. Ôi, cứ khóc như vậy không phải là cách đâu. Không được. Bà xã, bỏ tụi nó trong này có phải hơi tàn nhẫn quá không gì? Nếu không thì anh ở lại giữ tụi nó đi. Ê, vậy thì không tốt, vợ chồng phải ngủ chung mới được chứ. Ôi, sao đêm nay Quang Quang hỉ hỉ khóc dữ vậy? Có lộn không đây, kêu thằng Nguyệt với Ngọc lộ dỗ tụi nó. Đừng nói nữa, mau đi coi nè, coi. Nè, nè, nè. Tiếng khóc không phải phát ra từ phòng của Kim Nguyệt. Hình như phòng này đó. Tại sao vậy, vậy? À? Coi thử coi. Ôi trời ơi, đúng là ở đây thiệt đó. Trời ơi, coi nè. Xin hãy coi giùm em bé. Ôi trời ơi, tội nghiệp thiệt, tụi nó bị bỏ rơi rồi. Trời ơi. Tới giờ. Ướt hết rồi, ướt hết rồi. Mau thay tả, mau thay tả. Mau thay tả. Trời ơi, tả đâu có ướt đâu. Vậy ai nói bị ướt hết? Tới giờ hồi nào, vừa mới cho bú nửa giờ trước. Vậy ai kêu tới giờ á? Mấy người có lộn không đây? Tôi nói bánh hột gà đã tới giờ lấy ra lò mà. Tôi chỉ nói trà sữa. Tôi còn tưởng là tới giờ cho bú sữa nữa chứ. Tôi còn tưởng là tả ướt hết rồi. Wow, mọi người làm gì vậy? Suốt ngày vậy là buồn ngủ lắm. Đi làm thì đợi đóng cửa. Sao nói câu này nghe quen quá? Thì cô từ thường chửi thằng Dưỡng vậy mà. Tưởng chúng tôi muốn hả? Cũng tại hai người mà thôi. Vậy thì là ai? Quang Quang với Hỷ Hỷ đó. Đâu có liên quan tới tụi nó. Tụi nó là em bé. Ai còn nhỏ cũng vậy thôi. Theo như con nghĩ, người trẻ nhất là anh ba với chị ba đó. Đúng vậy. Quang Quang Hỷ Hỷ là con cái của họ. Nhưng mà họ mặc kệ, quăng cho chúng ta. Còn có cách gì hơn? Một người thì nói đi gặp khách, người kia thì nói là ở nhà. Trời ơi, nếu mà tiếp tục như vậy cô sẽ bắt điên mất. Đêm nào cũng mất ngủ, làm sao học thuộc lời thoại đây? Đừng sợ, đừng sợ. Mai là trên đời này còn trại nuôi trẻ. Nếu tiếp tục như vậy á, thì đưa hai đứa nhóc này vô đó. Không nhìn thấy là xong chuyện thôi. Nè nè nè, em có lộn không vậy? Lại nói những chuyện như vậy. Cái này là do bất nhân bất nghĩa đó với mình. Ôi trời ơi, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ điên hết đó, hết cách rồi. Tôi nghĩ ra được một cách hoàn hảo. Nè, ông hỏi con nghe, Noel còn gọi là lễ gì ha? Trả lời đúng không sai là Giáng sinh. Thưởng uống sữa nè. Ê, tới giờ đổi ca rồi.
Nè, em bé đang bú sữa mà, cho nó bú xong rồi giao lại cho chị. Bây giờ mới 45 phút chưa gì đã đổi ca. Em tính giờ thêm mấy cái chỗ massage mà, thông thường một tiếng chỉ còn có 45 phút mà thôi. Em còn bị lỗ hơn 2 phút á. Nè, giao cho chị đó, ẩm đi. Có lộn không vậy? Trời ơi, sao khóc dữ vậy? Em đã làm gì nó? Nó vẫn chưa bú sữa và thai tả đó chị. Ơi trời, Kim Nhật lại đi quay phim rồi, chỉ còn lại có một mình em mà thôi. Hai đứa nó chưa có chết là may. Thì bỏ đi chị hai, tới giờ là anh ta biến liền à. Đúng là sao hiểu tôi, nhất tôi tới trường đua ngựa nghe vậy nha. Trời ơi, thằng Cẩm không biết làm gì nữa. Sa, hết tả rồi, vô phòng lấy tả mới cho chị đi. Trời ơi, cháu ngoan, chắc đói bụng lắm rồi. Bà nội cho con bú sữa nha. Ngoan. Cái gì trong bếp vậy? Canh của chị bị trào. Không được. Sa, em cho nó bú đi nè. Quang phải bú sữa, Hỷ thì phải thay tả. Em nhớ chưa? Được. Quang bú sữa, Hỷ thay tả. Đứa nào là Hỷ, đứa nào là Quang? Nhận ra rồi. Trời, gì vậy chị hai, nó đâu có tè. Quang, bú sữa đi con, đói bụng rồi mà hả? Nè. Trời, sao không bú? Hai đứa nó làm gì khóc dữ vậy? Chị hai chị lộn hết rồi. Hỷ nó đâu có tè ướt. Đâu có phải, rõ ràng Hỷ tè ướt hết rồi mà. Còn nữa, Quang nó không chịu bú sữa, chị coi nè, nó nhả ra hết rồi. Trời ơi, đứa này không phải Quang, đó là Hỷ. Nó bú sữa no rồi cần bú cái gì nữa? Em lộn hết rồi à. Không phải, rõ ràng mới hôm qua Quang thì mặc bộ đồ xanh, còn Hỷ thì mặc bộ đồ màu vàng mà, đúng không? Hôm qua là chuyện hôm qua, hồi sáng này tụi nó đái ướt cho nên phải thay tả. Đừng nói nhiều, mau thay tả cho nó đi. Nè, vì muốn từ nay về sau không xuất hiện tình trạng nhầm lẫn Quang với Hỷ, nên má quyết định là một việc để mọi người nhận ra ai là Quang, ai là Hỷ. Vậy tốt quá rồi, vậy từ nay không còn lo sợ một đứa no đầy bụng còn một đứa đói gần chết nữa. Má, vậy má có cách gì hay? Tới tiệm vàng hả, đương nhiên là kiếm cục vàng lớn cho tụi nó đeo rồi. Phải không? Cẩm à, em nói chuyện dễ nghe chút đi. Má nghĩ là mua hai chiếc vòng cho Quang và Hỷ, một đứa đeo tay phải, một đứa đeo tay trái, vậy là không bị nhầm lẫn nữa. Phải rồi, Quang đeo tay trái, còn Hỷ đeo tay mặt. Trái Quang, mặt Hỷ, bảo đảm không sai đâu. Má nghĩ là mua cái gì cho hai đứa nó? Con nít thì mua đại cái gì cũng được mà, không lẽ mua kim cương hả? Không phải đâu. Nè, không thể nói như vậy đâu. Đã nói là rắn chắc như kim cương, còn hoài vĩnh cửu. Nhưng mà cái này là cầu may mắn. Nè, hy vọng sau này hai đứa nó lớn lên thì sẽ cứng rắn như kim cương. Muốn rắn chắc phải không? Hay là mua tấm thớt đi. Mua hai tấm, một tấm đeo ở đằng trước, một cái đeo đằng sau. Thôi bỏ đi. Bởi vì từ ngày hai đứa nó sanh ra tới giờ, má cũng chưa mua đồ để tặng tụi nó. Mà muốn mua kim cương thì mua. Cảm ơn má. Làm ơn. Các vị xin hỏi muốn mua gì? Một cặp vòng kim cương cho hai đứa con sinh đôi của tôi. Các vị, đây là kiểu mới nhất trong tiệm của chúng tôi, mời xem tự nhiên. Wow, lấp lánh quá đi. Đeo thử coi. Nhưng tại sao vừa đeo vào thì Quang Hỷ lại khóc như vậy chứ? Bởi vì kim cương chói mắt quá, lóe mắt của Quang với Hỷ. Mau cởi ra đi. Vô dụng quá. Không sao, thử vòng bằng vàng đi. Không sao, chúng tôi có vòng cẩm thạch. Không sao, còn vòng bạc có thể đeo cho em bé. Vậy lấy vòng bạc đi. Bộ cặp vòng bạc, cảm ơn, 300 đồng. Viết qua đường đi. Tốt lòng là yên tâm rồi. Cảm ơn. Nè, chị và Sa còn phải đi mua đồ. Hai đứa đưa Quang Hỷ về nhà đi ha. Được. Đúng rồi đó, Quang chưa bú sữa, về nhà nhớ cho nó bú nha. Được rồi. Nhớ đó, đừng có làm lộn nữa. Má ơi, Quang với Hỷ có dòng bạc làm dấu rồi mà. Trái Quang phải Hỷ, đứa em đang bồng là Hỷ, còn Kim Nhật đang bồng là Quang, không có lộn đâu mà sợ. Được rồi, mình đi. Bye bye. Cái gì nha. Ây dồ. Alo. Bây giờ hả? Vậy được.
Trợ lý đạo diễn gọi điện tới nói là giám chế kêu con lập tức về đài truyền hình để quay hai cảnh phim. Con nói cái gì vậy? Con cũng đâu có muốn đâu, còn có cách nào hơn. Nè, ngoan nha, ngoan nha. Ồ, ngoan. Nè, vậy con đi trước nha, cậu coi chừng hai đứa nhỏ nha. Lần nào cũng vậy, bỏ hết cho tôi coi chừng. Ai cũng vậy hết trơn rồi, mình cũng vậy ngang con. Về nhà ngủ ha. Ngoan. Vậy nha, nè, rồi. Ây dò. À, xong rồi. Hí. Đi về. Ý. Alo, cầu miệng rộng hả? Ê, nghe không rõ, nói lớn chút đi. Hả? Không phải chứ, cái gì mà có tin trong luôn hả? Đương nhiên phải nói tôi biết rồi. Cái gì? Trận 2, số 3. Được, biết rồi. Chà, nếu như lần này trúng được đua ngựa thì sẽ mời ăn. Sao mất con đứa rồi trời? Đi đâu rồi trời? Quang à. Ê trời ơi, làm ông cậu hết hồn à. Bò ra tới ngoài này. Dù con có chân á, muốn ra ngoài cũng phải nói với ông chứ. Làm ông lo lắng quá trời luôn à. Hồi xưa có một đứa bé rất là đáng yêu. Sáng hôm sau thì bị té. Kể xong rồi á, lần sau kể chuyện khác con nghe ha. Lần sau vậy. Ê, vừa đúng giờ luôn á. À, chị hai à. À, chị đúng giờ thiệt nha. Tới giờ là biết về thay ca. Đừng có mơ, không có mắc lừa em nữa đâu. Ê, em biết chị thích giữ cháu cho nên cho chị thêm ít thời gian để giữ tụi nó. Nè, cậu đừng có nói nhiều. Bây giờ tôi dùng thời gian đổi ca của taxi. Vậy nghĩa là sao? Trước khi đổi ca phải vô xăng cho đầy rồi mới giao lại cho tôi. Như vậy là phải cho bú sữa thay tả rồi mới giao lại cho chị. Được, thay thì thay. Cậu cưng. Thằng nhỏ thích nghe kể chuyện lắm đó chị. Tại sao mất tiêu rồi? Cái gì? À, em nhớ là mình để quên đồ. À, không có gì. Thiệt là nhiều trò. Thiệt. Không lẽ để quên ở tiệm ăn? Nhìn đôi phong đôi tâm trong xíu bất miên, chân 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 chân, nhân sinh trong.